xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữa băng tầng của đài truyền hình IBC TV và tiếp theo là bản tin cho hay nữ sinh người Anh gia nhập ISIS thua kiện về việc bị tước quốc tịch một nữ sinh đã ra đã, đã sinh ra ở Anh Quốc đã đến Syria với tư cách là một nữ sinh để gia nhập vào nhà nước hồi giáo và hôm thứ tư đã bị thua kiện trong đơn kháng cáo mới nhất chống lại quyết định tước quốc tịch của chính phủ Anh Samina Begum đã rời London vào năm 2015 ở tuổi 15 và cùng hai người bạn học đến Syria, nơi cô kết hôn với một chiến binh IS và sinh ra ba người con, tất cả đều qua đời khi còn nhỏ. Cô đã bị tước quốc tịch Anh quốc vì lý do an ninh quốc gia vào năm 2019, ngay sau khi cô bị phát hiện trong một trại tạm giam ở Syria. Begum hiện 23 tuổi đã phản đối quyết định đó tại một phiên điều trần ở London vào hồi tháng 11, khi các luật sư của cô lập luận rằng Bộ Nội vụ của Anh Quốc đã không điều tra xem cô có phải là nạn nhân buôn trẻ em hay không. Các luật sư của cô cũng lập luận rằng Bộ Nội vụ lúc bấy giờ là Said Javid đã xác định trước rằng nên thu hồi quốc tịch Anh Quốc của cô trước khi ông nhận được bất kỳ bằng chứng nào từ các giới chức. Nhưng các luật sư đại diện cho Bộ Nội vụ cho biết là trường hợp của cô là về an ninh quốc gia chứ không phải là buôn người và cũng cho rằng cô đã liên kết với IS và đã ở lại Syria trong vòng 4 năm cho đến năm 2019. Vào hôm thứ tư, Ủy ban Khía nại nhập cư đặc biệt, một tòa án chuyên xét xử các kháng cáo chống lại các quyết định tước quyền công dân vì lý do an ninh quốc gia đã bác bỏ đơn kháng cáo của cô trở lại với california của chúng ta các đường mòn bị đóng cửa để bảo vệ hoa poppy hoang dã ở california những cánh đồng hoa poppy ở california đang nở rộ vào đầu năm nay ở nhiều nơi trong tiểu bang ánh sáng màu cam tuyệt đẹp có thể được nhìn thấy từ hàng dặm hàng dặm trạm một cái hàng dặm màu vàng, thưa quý vị đã trải thảm ở trên sườn đồi của hẻm núi Walker, một trong những con đường mòn bảo tồn hoa poppy nổi bật nhất của California ở Lake Elsinore, California. Thời tiết ẩm ướt vào đầu năm 2023 tạo tiền đề cho các hiện tượng ra hoa. Tuy nhiên, các viên chức thành phố đang cảnh giác cao độ khi điểm đến truyền thông xã hội được mong muốn chính thức đóng cửa đối với công chúng. Sự kiện siêu nở rộ lan tràn vào năm 2019 đã thu hút hàng ngàn du khách địa phương, quốc gia và quốc tế hào hứng trải nghiệm sự kiện hiếm hoi. Hoa poppy bị dẫm đạp và cơ sở hạ tầng của thành phố bị quá tải khi thông tin lan truyền, gây thiệt hại vĩnh viễn cho các sườn núi đầy hoa poppy. Bà Natasha Johnson là thị trưởng của Lake Elsinore đã nói với Reuters, chúng tôi không dự kiến hoa poppy nở rộ như chúng ta đã thấy vào năm 2019, và một phần là do những tác động mà du khách đã gây ra vào năm 2019. Họ không đi theo những con đường mòn và họ chỉ muốn chọc lấy bức ảnh và những bông hoa. Điều đó đã tác động đến những bông hoa. Các lựa chọn thay thế khác đã nở rộ khi mà hẻm núi Anh Túc đã bị đóng cửa để mà giúp bảo tồn bảo tồn cho hoa và duy trì an toàn công cộng. Đó là đường trượt zip line, zip line thưa quý vị, trên những bông hoa dại trên cao 200 feet, trong không chung có thể cung cấp tầm nhìn toàn cảnh hoa poppy. Nữ diễn viên kim nhà hoạt động trên Fronda đã phát biểu về Hiệp ước Bảo vệ Đại Dương. Các phái đoàn từ hàng trăm quốc gia sẽ nhóm họp tại New York trong tuần này, nhằm nỗ lực đưa ra một hiệp ước bảo vệ đại dương có tính ràng buộc pháp lý mới mà các nhóm xanh tin rằng sẽ quyết định liệu những nỗ lực bảo vệ đa dạng sinh học toàn cầu có thể thành công hay không. Vào hôm thứ Ba ngày 21 tháng 2, nữ diễn viên kim nhà hoạt động trên Fronda đã phát biểu tại một cuộc họp báo để giúp nâng cao nhận thức. Ngay cả những con chó cũng không đại diện trong củi của chúng vì chúng biết rằng củi mang lại sự an toàn và là nơi ở cho chúng. Chúng ta lại đang đi đại diện cho củi của chúng ta. Chúng ta được cho là rất thông minh, nhưng chúng ta đang phá hủy những thứ mà chúng ta thậm chí không hiểu. Chúng ta không cư xử đúng cách đúng đắn. Và tại sao hiệp ước lại quan trọng? Vì nó sẽ buộc chúng ta phải cư xử đúng đắn và cứu lấy đồng minh vĩ đại mà chúng ta gọi là đại dương này. Đại dương duy nhất trên hành tinh xanh này có thể cứu được chúng ta, cô đã chia sẻ và hồi tháng 8 năm ngoái, một vòng đàm phán trước đó về hiệp ước bảo tồn đại dương mới của liên minh hợp quốc đã bị đình chỉ với việc các quốc gia không thể đạt được thỏa thuận về tài chính. Chia sẻ số tiền thu được từ nguồn gen biển và việc thiết lập các quy tắc đánh giá tác động môi trường đại dương cho sự phát triển cũng là những điểm vướng mắc lớn. Các chuyên gia quen thuộc với các cuộc đàm phán đã cho biết các bên lớn hiện đã xích lại gần nhau hơn về các vấn đề chính khi các cuộc đàm phán mới bắt đầu, mặc dù có thỏa hiệp vẫn đang được tìm kiếm. Kính mời quý vị về sang phần tin từ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá bị bắt tạm giam. Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá thuộc Tổng cục Thủy sản, cùng hai nhân viên ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, đã vừa bị bắt tạm giam để điều tra tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tài khoản 3 điều 360 Bộ Luật Hình Sự. Truyền thông nhà nước hôm 22 tháng 2 đã cho biết những người bị bắt bao gồm ông Đào Hồng Đức, Giám đốc Trung tâm Đăng Kiểm Tàu Cá, Nguyễn Vũ Hà, 45 tuổi, trưởng phòng trung tâm đăng kiểm tàu cá và Nguyễn Quốc Công, 35 tuổi, đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm tàu cá. Báo nhà nước dẫn lời kết luận điều tra của công an xác định cuối năm 2020, ông Đào Hồng Đức, Nguyễn Vũ Hà và Nguyễn Quốc Công trong quá trình làm việc đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình trong giám sát, kiểm tra, thẩm định, cấp giấy tờ và giải quyết hồ sơ chi hỗ trợ chi hỗ trợ đóng mới tàu cá thưa quý vị cho ngư dân theo nghị định số 17 trên 2018 ở trên 2018 thưa quý vị. Trước đó thì vào ngày 13 tháng 2, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Hoàng là phó chỉ phó chi cục trưởng chi cục thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và ông Đinh Cao Thượng là phó trưởng phòng của chi cục thủy sản. Cả hai người bị cáo buộc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và thời gian gần đây, một loạt các lãnh đạo thuộc các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và cục đăng và cục đăng kiểm Việt Nam đã bị khởi tố cũng như là bắt giam với các cáo buộc nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác. Có ít nhất là 300 người đã bị khởi tố liên quan đến các tội danh nêu trên. Theo truyền thông nhà nước, công an thành phố Sài Gòn mới đây cũng đã mở rộng điều tra sang các trung tâm đăng kiểm đường thủy vào ngày 17 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã cho báo chí biết rằng có 14 người thuộc chi cục đăng kiểm đường thủy ở thành phố Sài Gòn và thành phố Vũng Tàu sẽ bị bắt giam về tội nhận hối lộ và đưa hối lộ. Cơ quan điều tra xác định những người bị bắt này đã nhận lót tay để qua các lỗi khi đăng kiểm tàu, thuyền. Hàng loạt cây xanh ở Gia Lai bị bức tử để đẩy nhanh dự án. Trong lúc chỉnh trang vỉa hè thành phố thành của thành phố Pleiku, thì đơn vị thi công đã cho đào gốc, cắt rễ bức tử nhiều cây xanh đã khiến cho công luận bất bình. Gốc cây trồng ở Pleiku, Gia Lai lớn hơn một hố xây bằng đá, nên đơn vị thi công đã cắt, tỉa rễ cho vừa nhằm đẩy nhanh tiến độ của dự án. Thông tin trên đã được ông Đỗ Trung Hùng, là chủ tịch phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, là một chủ đầu tư cho biết vào chiều ngày 21 tháng 2. Theo Ủy ban Nhân dân phường Phù Đổng, thì dự án lát đá vỉa hè đường Lê Duẩn số 135 hố trồng cây bằng đá bazan dài 1 km có kinh phí là 12 tỷ đồng, tức là khoảng 500.005 000 năm Mỹ Kim dự kiến hoàn thành vào tháng 5 tới đây. Tuy nhiên, trong lúc thi công, cho một số cây xanh tại công trình có đường kính gốc là khoảng từ 25 đến 75 cm, bộ rễ lớn đã nổi lên trên mặt đất, hố cây không thể ôm trọn được. Vì muốn để nhanh tiến độ, thì đơn vị thi công đã tự tỉa bớt bộ rễ cho vừa hố, khiến cho một số cây đã bị chết. Bà Nguyễn Thị Tâm ở phường Phù Đổng cho rằng, việc chỉnh trang giúp vỉa hè thông thoáng, sạch sẽ hơn. Tuy nhiên, các công nhân đã cắt chết những lễ rớn của cây đã khiến cho nhiều người lo lắng. Mùa mưa bão, gió, to cây mùa mưa bão gió to, cây dễ bị ngã, ảnh hưởng người dân xung quanh. Để xoa dịu công luận, chính quyền sở tại đã đề nghị xử phạt đơn vị thi công 40 triệu đồng và phải chịu trách nhiệm chăm sóc hàng cây. Trong khi đó, thì ông Đỗ Việt Hưng, là chủ tịch thành phố Pleiku cho biết là sẽ làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. Trước đó, thì trong lúc chỉnh trang, mở rộng một số con đường ở thành phố Pleiku, thì một nhà thầu khác cũng vì đẩy nhanh tiến độ cũng đã làm hơn 100 cây thông, cây dầu, đường kính khoảng từ 30 đến 40 cm, cao hơn 10 m đã bị chết và lụi tàn. Phản ứng với báo VN Express thì độc giả HD đã bất bình chia sẻ rằng ai dám bất tử cây xanh khi không được sự cho phép của chính quyền. Cây xanh phải tốn bao nhiêu công sức, thời gian mới có thể phát triển lớn để tạo ra bóng mát cho người dân và địa phương bức tử xong lại trồng lại cây khác, lại tốn bao nhiêu năm nữa. Quay sang phần tin liên quan tới khoa học vũ trụ, kính thưa quý vị, cơ quan vũ trụ châu Âu giới thiệu kiến viễn vọng không gian mà họ hy vọng sẽ giúp hiểu được vật chất trong bóng tối. Cơ quan vũ trụ châu Âu gọi tắt là ESA hôm thứ Ba ngày 21 tháng 2 đã giới thiệu ký viễn vong không gian mới của mình, được thiết kế để quét bầu trời trong nỗ lực tìm hiểu vật chất tối và sự giãn nở của vũ trụ. Tàu vũ trụ mang tên Euclid nhằm xây dựng bản đồ 3D của vũ trụ bằng cách chụp ảnh hàng tỷ thiên hà trong khoảng cách 10 tỷ năm ánh sáng và trên hơn 1 phần 3 bầu trời. ESA hy vọng nó sẽ cho phép hiểu rõ hơn về cách thức vật chất tối và năng lượng tối vốn không thể nhìn thấy bằng mắt người, dốc đóng một vai trò như thế nào trong sự giãn nở tăng tốc của vũ trụ. Người quản lý Euclid Missions and Pelo, ông Alexander Stroke, đã chia sẻ khi mà kính viễn vọng đang được thử nghiệm vào tháng 10 năm ngoái, 95% mọi thứ ngoài kia chúng tôi thực sự không thể giải thích được. Các mô hình vũ trụ không hoàn toàn hoạt động. Hy vọng rằng Euclid sẽ tạo ra một bước tiến lớn trong sự hiểu biết của chúng ta về tất cả các chủ đề này. Euclid sẽ sớm được chuyển đến Cap Canaveral. Kính thưa quý vị, từ đó nó sẽ được phóng vào tháng 7 trên tên lửa Falcon 9 do SpaceX vận hành. Quý vị vừa mới theo dõi bản tin cuối cùng cho phần tin tức tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báo của quý vị và cũng xin cảm ơn các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Và cho phép Bảo, Bảo Khanh và Lâm Hồn kính chúc quý vị chúng ta vô lượng an lạc và tiếp tục giữ làn sóng của đài IPC TV để thưởng thức những chương trình đặc sắc.